Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng và vị thế của trái cây nhằm hướng đến thị trường cao cấp trong nước và quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chọn Long An với cây chủ lực là thanh long để đồng loạt cùng 3 tỉnh Bình Thuận, Bến Tre và Đồng Tháp triển khai dự án tăng cường chất lượng trái cây Việt Nam do Quỹ ban Y tế Hà Lan Việt Nam viện trợ. Đây là 3.000 mét vuông diện tích trồng thanh long của ông Nguyễn Văn Thủy ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, được chọn làm mô hình nòng cốt để thí điểm trong dự án tăng cường trái cây Việt Nam với sự hỗ trợ vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật phân tích đất và hệ thống tưới tiết kiệm nước, tổng trị giá hỗ trợ gần 150 triệu đồng. Vườn của ông Thủy giờ đây đã cho ra những trái thanh long có màu đẹp, chất lượng và năng suất tăng từ 10 đến 20% so với điều kiện bình thường. Sau 2 năm làm cái mô hình này thì tôi rút ra được những cái kinh nghiệm như là test mẫu đất. Đất thì mình thấy là, ví dụ mình xài, hồi xưa giờ mình cứ rải phân thì mình không biết là dư cái chất gì, thiếu chất gì. Nhưng mà qua cái test mẫu đất thì như thiếu như là canxi hay là đạm gì đó thì mình bổ test đất ra là mình biết, mình bổ sung thêm những cái chất đó. Về tưới tiêu thì theo lắp qua cái dàn tưới như vậy thì tôi thấy nó giảm được cái công trực tiếp được khoảng 20%. Ở Long An thì trong cái quá trình thực hiện thì Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để thực hiện các hoạt động của dự án và đồng thời đã xây dựng được một cái mô hình điểm. Thì cái mô hình này cũng đã bước đầu cũng đã đem lại những cái kết quả cũng như là những cái bằng chứng để thấy được cái tác dụng của việc phân tích chất đất cũng như là việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hợp lý. Cũng trong khuôn khổ dự án, 25 hộ dân nòng cốt tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành cùng hơn 100 nông dân khác được tiếp cận những tiến bộ mới của các cố vấn chuyên môn đến từ Hà Lan thông qua các lớp tập huấn và thực tế triển khai mô hình thí điểm. Nhờ vậy, bà con nông dân hiểu và nắm rõ quy trình sản xuất giúp tiết kiệm chi phí đầu vào, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận theo tiêu chí chất lượng an toàn và không gây hại tới môi trường. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, góp phần từng bước nâng cao giá trị, phát huy thế mạnh trái cây của địa phương.